Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 18 giờ 30 phút chiều nay, ngày 30 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên với các tin tức thời sự được cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, dù tình hình kinh tế gặp không ít khó khăn, nhưng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn đạt kết quả khả quan. Tính chung 7 tháng năm 2023, ước thu trên 17.800 tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch thu cả năm. Trong đó, thu nội địa 15.900 tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch. Thuế xuất nhập khẩu trên 1.900 tỷ đồng, đạt 41% kế hoạch. Một số khoản thu nội địa tăng cao so với cùng kỳ như thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gần 1.700 tỷ đồng, tăng 31%. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh trên 9.300 tỷ đồng, tăng 215%. Tuy nhiên, các khoản thu về đất giảm 88% so với cùng kỳ năm trước, ước đạt trên 3.100 tỷ đồng. Tuy số thu về đất giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, nhưng tình hình thu ngân sách năm nay có tín hiệu rất tích cực là thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt kỷ lục, sớm vượt qua con số trên 10.000 tỷ đồng ngay trong 6 tháng đầu năm. Sản xuất công nghiệp tháng 7 năm 2023 tiếp tục cho thấy những tín hiệu khởi sắc khi đạt mức tăng trưởng 3,9% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng năm 2023 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 49 địa phương và giảm ở 14 địa phương trên cả nước. Một số địa phương có chỉ số IIP đạt mức tăng khá cao do ngành công nghiệp chế biến chế tạo, ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao. Ở chiều ngược lại, một số địa phương có chỉ số IIP giảm do ngành công nghiệp chế biến chế tạo, ngành khai khoáng và ngành sản xuất phân phối điện giảm. Về tình hình lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 0,9% so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 3,9% so với cùng thời điểm năm trước. Từ đầu năm đến nay, có thêm 25 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký hoạt động tại tỉnh Hưng Yên với số vốn gần 375.000 đô la Mỹ. Như vậy, đến nay, toàn tỉnh Hưng Yên có 526 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động với tổng số vốn đăng ký là trên 6,6 tỷ đô la Mỹ. Các quốc gia có số dự án vốn đầu tư chủ yếu là Nhật Bản có 170 dự án vốn đăng ký trên 3,7 tỷ đô la Mỹ, chiếm 55% tổng vốn đăng ký. Thứ hai là Hàn Quốc có 148 dự án vốn đăng ký gần 880.000 đô la Mỹ, chiếm 13% tổng vốn đăng ký. Thứ ba là Trung Quốc có 132 dự án vốn đăng ký trên 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 16% tổng số vốn đăng ký. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quy định mới về hạn mức đất ở, điều kiện tách thửa, hợp thửa và xử lý một số trường hợp cụ thể khi cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quy định này thay thế quy định từ năm 2014 và được sửa đổi bổ sung một số nội dung năm 2017. Theo đó, hạn mức giao đất để làm nhà ở tại nông thôn thuộc các xã là 120m² đối với các vị trí ven quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, mặt đường phố, mặt phố, ven chợ và 200m² đối với các vị trí còn lại. Còn tại các phường, thị trấn, hạn mức giao đối với các vị trí ven quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, mặt đường phố, mặt phố, ven chợ là 100m² và các vị trí còn lại là 200m². Hạn mức công nhận đất ở tối đa lên đến 900m² tùy vị trí, khu vực và nhân khẩu. Còn đối với tách thửa đất ở tại đô thị thì diện tích tối thiểu sau tách thửa là 30m², cạnh mặt đường và chiều sâu tối thiểu là 3m. Đất ở tại nông thôn thì diện tích tối thiểu sau tách thửa là 40m², kích thước cạnh mặt đường và chiều sâu tối thiểu là 4m. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ra thông báo về việc hết thời hạn đối với giấy chứng nhận 15 sản phẩm OCOP được đánh giá xếp hạng và công nhận đợt 1 năm 2020. Trong đó, huyện Văn Giang, huyện Phù Cừ, huyện Tiên Lữ cùng có 2 sản phẩm, thành phố Hưng Yên có 4 sản phẩm, huyện Yên Mỹ có 5 sản phẩm. Trong 15 sản phẩm này, có 3 sản phẩm 4 sao. Một số sản phẩm truyền thống đã có thương hiệu như Long Nhãn, Vải Lai Chín Sớm Phủ Cừ, Rau Yên Phú. Các chủ thể không được tiếp tục sử dụng nhãn hiệu chứng nhận OCOP, logo OCOP để in, dán trên bao bì, nhãn mác các sản phẩm để lưu thông trên thị trường. Chương trình xin được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tại phiên họp tháng 7, Chính phủ cơ bản thống nhất đối với việc giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu và giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
Chính phủ thống nhất về sự cần thiết mục tiêu quan điểm sửa đổi luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Chính phủ cho rằng cần có sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để bổ sung thêm chính sách, tăng thêm quyền lợi, tăng tính hấp dẫn, thu hút người dân tham gia bảo hiểm xã hội nhằm đảm bảo an sinh xã hội lâu dài cho người dân, thể hiện chủ trương không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Chính phủ cơ bản thống nhất đối với các vấn đề như giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm, giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi, mở rộng nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Những bức ảnh liệt sĩ không còn nguyên vẹn, rách nát, mờ nhòe theo thời gian qua bàn tay của những chàng trai trẻ nhóm Tim Lee sẽ được phục dựng rõ nét. Anh Lê Quyết Thắng sinh năm 1991, quê ở Nghệ An, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Chính là người khởi xướng ý tưởng phục dựng ảnh liệt sĩ để trao tặng cho các gia đình thân nhân nhằm tưởng nhớ tri ân các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Nhóm có 12 thành viên, đến nay có khoảng 300 bức ảnh liệt sĩ được phục dựng miễn phí và được in, đóng khung trao tận tay các gia đình liệt sĩ. Hiện nay số lượng tin nhắn nhờ phục chế ảnh liệt sĩ mà nhóm nhận được mỗi ngày rất nhiều, nhưng do nhân lực có hạn nên vẫn chưa thể đáp ứng được hết. Thông qua các đề cử top 7 ấn tượng Việt Nam 2023, cảnh sắc Việt Nam hiện lên đầy tươi đẹp, gây bất ngờ với góc chụp từ trên cao. Đó là Việt Nam thu nhỏ tại Mũi Điện, vây lưới đánh cá ở Hòn Yến, Tuy Hòa, Phú Yên, cảnh thu hoạch trên đồi chè Mộc Châu, Sơn La, dụng muối Long Điền, Bà Rịa, Vũng Tàu, màu xanh mướt mắt của hồ Trị An, rộng tới 32.000m2 ở tỉnh Đồng Nai, cảnh sắc lạ mắt của dụng bậc thang Tumorong ở tỉnh Kon Tum, cảnh sắc thanh bình vùng sông nước Trà Vinh hay độc đáo suối Đá Đĩa hơn 100 triệu năm tuổi ở Gia Lai. Chương trình sẽ được chuyển sang phần tin quốc tế. Malaysia mới đây đã công bố một kế hoạch nhằm kêu gọi người dân cho thuê mái nhà để lắp đặt pin năng lượng mặt trời trong bối cảnh chính phủ nước này tìm cách nâng tỷ lệ năng lượng tái tạo của quốc gia lên 70% tổng sản lượng điện vào năm 2050. Ý tưởng trả tiền thuê mái nhà để sản xuất điện mặt trời là một trong số biện pháp mà chính phủ Malaysia dự định thực hiện theo lộ trình chuyển đổi năng lượng quốc gia. Bộ trưởng Kinh tế nước này cho biết, lộ trình trên được thiết kế để tạo ra bước đột phá và biến năng lượng sạch trở thành một lựa chọn phù hợp về mặt tài chính với hầu hết các hộ gia đình ngày nay. Chương trình sẽ được triển khai thí điểm tại một thị trấn mới đang được xây dựng ở ngoại ô Kuala Lumpur. Một nhà phát triển tư nhân sẽ quản lý mọi thứ, từ hợp đồng cho thuê với chủ nhà đến lắp đặt, lưu trữ điện trong một hệ sinh thái năng lượng mặt trời khép kín. Bắt nguồn từ mong muốn cắt giảm lãng phí thực phẩm và giúp người tiêu dùng có ý thức bảo vệ môi trường hơn, một tổ chức phi lợi nhuận ở Geneva, Thụy Sĩ đã triển khai các tủ lạnh thực phẩm miễn phí trên đường phố để mọi người có thể lấy hoặc cho đi thực phẩm. Tổ chức phi lợi nhuận Frigo đặt nhiều tủ lạnh và kệ đựng thức ăn trên các đường phố tại Geneva, nơi người qua đường có thể thoải mái lấy trái cây, rau, bánh mì và các đồ ăn khác để mang về nhà. Trong khi đó, các chủ nhà hàng và những người khác cũng có thể tận dụng dự án này để cho đi những thực phẩm sắp hết hạn hoặc mua quá nhiều mà không dùng hết. Giám đốc dự án cho biết, thực phẩm được mọi người cho đi thường được lấy hết trong vòng 1 giờ. Vì lý do sức khỏe và quy định, mọi người không được phép để thực phẩm đông lạnh, hộp đựng thực phẩm đã mở nắp, thức ăn chế biến sẵn hoặc rượu trong tủ lạnh. Một khu dân cư mới đang hình thành tại bang Texas của Mỹ. Điểm đặc biệt, đây chính là khu dân cư lớn nhất thế giới xây dựng bằng công nghệ in 3D. Căn nhà mẫu đầu tiên được giới thiệu với bức tường in bằng công nghệ 3D từ hỗn hợp bê tông. Một máy in robot rộng hơn 14 mét sẽ đảm nhận việc in tường. Sau khi các tường được in xong, các phần khác như cửa, cửa sổ và mái nhà được trang bị pin mặt trời sẽ tiếp tục được lắp đặt. CEO của Icon mô tả, dự án là bước khởi đầu cho lịch sử của việc phát triển các khu dân cư và công nghệ in 3D sẽ giúp xây dựng nhà ở với chất lượng tốt một cách nhanh chóng và rẻ hơn so với phương pháp xây dựng truyền thống. Ngày 28 tháng 7, giới chức Italia cho biết xác một con tàu chở hàng thời La Mã cổ đại từ hơn 2.000 năm trước đã được tìm thấy ở ngoài khơi bờ biển gần thủ đô Rome của nước này. Con tàu được phát hiện ở ngoài khơi cảng Sivin Lita Vecchia, cách Rome khoảng 80 km về phía Tây Bắc, ở độ sâu 160 m dưới đáy biển. Con tàu ước tính có chiều dài khoảng 20 m và niên đại từ thế kỷ thứ nhất hoặc thứ hai trước công nguyên. Tàu buôn này chở hàng trăm chiếc vò hai quai, một loại bình phổ biến thời La Mã cổ đại. Hầu hết những chiếc vò này vẫn trong tình trạng nguyên vẹn. Đội cảnh sát phụ trách các vụ việc liên quan đến sản phẩm nghệ thuật
văn hóa và cổ vật đã sử dụng thiết bị điều khiển từ xa để định vị và ghi lại những hình ảnh của con tàu đắm. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin 18 giờ 30 chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.